Tỷ lệ bao phủ hai mũi vaccine cho dân số 18 tuổi trở lên ở nước ta đạt 94%. Tuy nhiên, số ca mắc mới và tử vong hiện vẫn ở mức cao, với hơn 150 ca tử vong và khoảng 16.000 ca mắc mới mỗi ngày. Các trường hợp tử vong chủ yếu là người già, người có bệnh nền, và trong khi đó phần lớn chưa được tiêm chủng vaccine. Và tại thành phố Hồ Chí Minh, An Giang thì có 85% trường hợp tử vong là chưa tiêm hoặc chưa tiêm đủ hai mũi. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế cho rằng, với tỷ lệ tiêm vaccine cao, đa số ca bệnh của Hà Nội cũng như nhiều địa phương khác chỉ diễn biến nhẹ hoặc không có triệu chứng. Tuy nhiên, cả chính quyền và người dân không nên lấy lý do tiêm đủ vaccine để chủ quan. Không phải 100% người dân tiêm đủ liều vaccine sẽ diễn biến nhẹ khi mắc COVID-19. Vẫn có trường hợp diễn biến nặng, tử vong, dù đã tiêm vaccine, số lượng này không lớn nhưng có. Ngoài ra, theo ông, khi số ca mắc tăng cao, y tế quá tải, việc số trường hợp diễn biến nặng, tử vong cao là hệ quả tất yếu. Chung quan điểm này, tiến sĩ Phạm Quang Thái, Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương cho biết, người đã tiêm vaccine vẫn có thể mắc bệnh, song chủ yếu thể nhẹ, thậm chí không có triệu chứng. Tuy nhiên, cần phải nhấn mạnh, không có vaccine nào hiệu quả 100%, nên vẫn có một tỷ lệ nhất định chuyển biến nặng, thậm chí tử vong. Bên cạnh đó, theo ông, cũng cần phải tính đến yếu tố cơ địa bệnh nền. Bệnh nhân có thể không chết vì COVID-19, mà chết vì bệnh nền tăng nặng lên.